Chào mừng anh em đã quay trở lại với MaxQ và trong video này mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Apple đe dọa trực tiếp tất cả hệ thống iPhone chính hãng Việt Nam. Cửa hàng trực tuyến của Apple đã trở thành một phần quan trọng của công ty kể từ khi Steve Jobs trở lại lãnh đạo vào năm 1997. Tuy nhiên, thật khó tin là nó vẫn chưa có sẵn ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Giờ đây, Apple đã chính thức thông báo rằng cửa hàng trực tuyến của công ty Apple Store Online đã ra mắt tại Việt Nam. Khách hàng trên toàn quốc có thể truy cập cửa hàng trực tuyến để mua các sản phẩm như iPhone 14, AirPods Pro, v.v. cùng với trải nghiệm cửa hàng trực tuyến là hỗ trợ trực tuyến của các dịch vụ khác. Khách hàng có thể đặt mua sản phẩm từ Apple, đăng ký Apple Care, nói chuyện với chuyên gia và sử dụng các dịch vụ đám mây của Apple để thiết lập cũng như vận hành mọi thứ. Thậm chí, khách hàng còn được lựa chọn phương án thanh toán 24 tháng qua ví Momo. Một chiếc iPhone 14 mua trên trang web có giá 22 triệu 499 ngàn đồng, quy đổi ra khoảng 959 đô. Đó là mức giá cao hơn so với giá khởi điểm 799 đô của Mỹ, với nguyên nhân vì thuế nhập khẩu và tỷ giá hối đoái. Không rõ liệu động thái này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với sản phẩm bán tại cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam. Apple đang tìm cách mở rộng sang các thị trường không được phục vụ bởi các công ty phương Tây. Có đến ắt có đi, và với việc Apple tự thân bán đồ của mình tại Việt Nam thì vai trò của các cửa hàng ủy quyền chính hãng cũng sắp bị đe dọa, và mới nhất đã có một cái tên buộc phải dừng cuộc chơi. Sáng 17 tháng 5, ADG, một trong những đại lý ủy quyền chính thức đầu tiên của Apple tại Việt Nam, đã thông báo ngừng hoạt động. Thông báo này cho biết họ đã dừng hoạt động từ ngày 28 tháng 4. Theo chia sẻ của IPP Group, công ty mẹ của ADG, ADG buộc phải ngừng hoạt động cửa hàng này do điều kiện thị trường không thuận lợi. Cụ thể là nhiều yếu tố như cạnh tranh, nguồn hàng khiến việc kinh doanh sản phẩm Apple không còn hấp dẫn. 5 năm trước, ADG ra mắt với tham vọng lớn khi thị trường Apple Việt Nam chính hãng còn đang lép vế so với hàng xách tay. Lúc đó, ADG được phát triển bởi một trong những doanh nghiệp hàng đầu về hàng hóa xa xỉ tại Việt Nam, với vị trí trung tâm đắt đỏ bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh và là cửa hàng đạt cả chuẩn cửa hàng bán lẻ và trung tâm dịch vụ cao cấp nhất của Apple. ADG đã gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, sau 5 năm, ADG vẫn dừng lại ở một địa điểm như vậy. Ngoài những yếu tố liên quan tới vận hành, kinh doanh mang tính chủ quan của đơn vị đứng sau, thì nguyên nhân đóng cửa có thể thấy là do người tiêu dùng Việt Nam vẫn có xu hướng lựa chọn những nơi mua hàng với giá bán hợp lý hơn, với nhiều dịch vụ linh hoạt hơn. Người tiêu dùng dường như vẫn chưa quen đến các cửa hàng cao cấp của các nhãn hàng. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, iPhone 15 gây thất vọng, Apple dồn lực vào iPhone 16. Có nhiều lý do khiến người dùng kiên nhẫn chờ thêm một năm cho iPhone 16 Pro thay vì ngóng đợi iPhone 15 Pro mới vào mùa thu năm nay. Trong báo cáo mới nhất, nhà phân tích Ming Chi Kuo cho biết một trong những hạn chế về camera được đồn đoán của iPhone 15 Pro sẽ được khắc phục với iPhone 16. Theo đó, một số công ty có thể tham gia và rời khỏi mạng lưới các nhà cung cấp của Apple. Năm nay, chỉ iPhone 15 Pro Max sẽ có camera tele với ống kính tiềm vọng mới, iPhone 15 Pro không có. Về kỹ thuật, ống kính tiềm vọng sử dụng cả thấu kính và gương để đạt được độ phóng đại lớn hơn so với thấu kính thu phóng thông thường, nhưng không chiếm nhiều không gian. Các nguồn tin khác cho hay, ống kính mới sẽ có mức zoom 6x, tăng từ mức zoom 3x của iPhone 14 Pro, nhưng vẫn thấp hơn mức zoom 10x của Galaxy S23 Ultra đối thủ. Đây sẽ là một trong những bản nâng cấp lớn nhất cho iPhone 15 Pro Max và giúp nhà táo lấy lại vị trí số 1 trong danh sách smartphone có camera tốt nhất. Tuy nhiên, do chỉ iPhone 15 Pro Max sở hữu camera này, nên iFan lại có thêm lý do để chờ đợi iPhone 16 Pro của năm sau. Ông Kuo cũng cho biết, mặc dù iPhone 15 Pro sẽ không có ống kính tiềm vọng mới, iPhone 16 Pro của năm 2024 sẽ có. Một tin đồn trước đó đã đưa ra kích thước màn hình cụ thể của iPhone 16 Pro là 6,3 inch, tăng từ 6,1 inch. iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch, tăng từ 6,7 inch. Những người thích sử dụng smartphone cỡ nhỏ sẽ khá bất bình với tin đồn này. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa kích cỡ màn hình cho iPhone là điều rất đáng hoan nghênh. Ngay cả khi ống kính tiềm vọng là tính năng độc quyền của iPhone 15 Pro Max trong năm nay, những thay đổi khác sẽ đến với tất cả các phiên bản còn lại vào tháng 9 này. Cụ thể hơn, bộ từ iPhone 15 sẽ có giao diện mới với các cạnh bo tròn hơn, cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn so với dòng iPhone 14 cạnh phẳng hiện tại. Đồng thời, các tin đồn còn khẳng định camera chính 48 megapixel sẽ có trên tất cả các phiên bản. Và đến với một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, điện thoại Xiaomi sụt giảm thị phần nghiêm trọng. Sau khi doanh số bán điện thoại thông minh ở Ấn Độ sụt giảm 41% trong quý trước, Xiaomi tiếp tục đối mặt với những rào cản khó khăn ở nơi vốn được coi là một trong những thị trường lớn nhất của công ty ở bên ngoài Trung Quốc. Từng là thương hiệu điện thoại thông minh đứng đầu Ấn Độ trong 5 năm liên tiếp, Xiaomi quý vừa rồi chỉ đứng thứ tư với doanh số 5 triệu chiếc, chiếm 16,4% thị trường. Theo số liệu mới nhất từ IDC, con số này đã giảm so với 8,5 triệu chiếc trong cùng kỳ năm ngoái, thời điểm gã khổng lồ điện thoại thông minh Trung Quốc vẫn là ngôi vị số 1 trên thị trường. Những khó khăn của Xiaomi một phần cũng đến từ doanh số điện thoại thông minh nói chung sụt giảm, cả trên toàn cầu và ở Ấn Độ, do người tiêu dùng có xu hướng ít thay đổi thiết bị hơn.
Tại Ấn Độ, các lô hàng điện thoại thông minh đã giảm 16% trong 3 tháng đầu năm xuống còn 31 triệu chiếc. Samsung dẫn đầu quý với 6,2 triệu chiếc, tiếp theo là các thương hiệu Trung Quốc như Vivo và Oppo. Cùng với đó, Xiaomi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc điều tra gần đây đối với công ty do bị cáo buộc là có giao dịch mờ ám. Một tòa án của Ấn Độ vào tháng trước đã bác bỏ đơn yêu cầu được trả lại số tiền trị giá hơn 676 triệu đô bị tịch thu vào tháng 4 năm 2022 của Xiaomi. Trước đó, cơ quan tội phạm tài chính Liên bang Ấn Độ tuyên bố phát hiện các tài khoản đáng ngờ trong nhiều năm do chi nhánh địa phương của công ty thực hiện với 3 đối tượng nước ngoài. Xiaomi đã phủ nhận các cáo buộc. Kể từ năm 2020, New Delhi đã gây áp lực ngày càng tăng lên các công ty công nghệ Trung Quốc. Chính phủ nước này đã cấm hàng chục ứng dụng của Trung Quốc và bắt đầu điều tra các công ty bao gồm Xiaomi, Vivo và Huawei Technologies. Xiaomi vẫn dẫn đầu thị trường Ấn Độ trong cả năm 2022, nhưng hai quý vừa qua cho thấy vận may của hãng có thể đã thay đổi. Theo dữ liệu từ các công ty nghiên cứu Counterpoint và Canalys, Samsung Electronics đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong quý 4, trong khi Vivo đứng thứ 2. Trong quý đầu tiên của năm nay, Xiaomi phải đối mặt với nhu cầu suy giảm ở phân khúc cấp thấp và các kênh bán hàng trực tuyến. IDC cho biết các lô hàng của Xiaomi đã giảm 44% ở Ấn Độ trong giai đoạn này, mức lớn nhất từ trước đến nay đối với công ty. Thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ cũng chứng kiến sự cạnh tranh lớn khi Apple có những động thái nghiêm túc trong việc mở rộng hoạt động tại quốc gia Nam Á. Được biết, Xiaomi chỉ nhắm đến phân khúc thị trường cấp thấp và trung cấp, không cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất iPhone. Tuy nhiên, CEO Tim Cook của Apple gần đây tuyên bố, ông hy vọng công ty có thể thuyết phục người tiêu dùng trong tầng lớp trung lưu đang lên của Ấn Độ mua iPhone. Cook đã đến thăm Ấn Độ vào tháng trước để khai trương hai cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại quốc gia này, tận dụng nguồn thu nhập gia tăng của người dân sở tại. Điều này cũng diễn ra trong bối cảnh hãng đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, với doanh số iPhone lắp ráp tại Ấn Độ tăng 65% vào năm ngoái. Và vừa rồi cũng là toàn bộ những thông tin công nghệ mà bọn mình đã mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.